Nhiều kỹ thuật mới liên tục được các cơ sở y tế triển khai thành công từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện. Những phàn nàn về thái độ phục vụ của nhân viên y tế đã giảm đi. Đây là những kết quả nổi bật của ngành y tế Đồng Nai thời gian qua. Phóng sự sau cho thấy phần nào kết quả này. Mỗi năm Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất tiếp nhận khoảng 150 đến 200 bệnh nhân ung thư gan. Nhưng trước đây, tất cả các trường hợp đều phải chuyển lên tuyến trên điều trị. Gần nửa năm nay, bệnh viện này đã triển khai kỹ thuật cắt gan bằng phương pháp Takasaki, có thể cắt những khối u lớn mà ít gây tổn thương gan, mở ra cơ hội cho người bệnh được điều trị ngay tại tuyến tỉnh. Trước đây thì các năm trước thì tất cả các trường hợp u gan là đều chuyển lên tuyến trên để điều trị. Thì trong quá trình chiến lược của phát triển của khoa thì khoa có đưa ekip hai bác sĩ lên để đào dược để mà học các phương pháp phẫu thuật trong 2 năm. Đó rồi về triển khai thì bắt đầu mổ từ năm ngoái, thì dự kiến mai mốt sẽ tiếp tục triển khai tiếp là sẽ làm các hỗ trợ như taxi và đốt RFA các vụ. Đầu năm 2019 này, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cũng đưa đơn vị điều trị đột quỵ vào hoạt động. Đến nay đã có hơn 20 bệnh nhân nhồi máu não cấp được điều trị kịp thời. Đột quỵ thì cần cái thời gian, do đó nên các bệnh viện ở các địa phương nếu mà tổ chức hoạt động tốt được để mà điều trị được đột quỵ thì là cách tốt nhất để mà giúp cho cái bệnh nhân đột quỵ có được cái kết quả điều trị tốt nhất. Tại vì cái việc chuyển bệnh đi xa nó sẽ không tốt bằng nếu mình chuyển chỗ. Do đó nên các bệnh viện lớn như là Bệnh viện Long Khánh mà tổ chức được cái đơn vị đột quỵ như vậy thì nó sẽ giúp cho rất nhiều là cho các bệnh nhân đột quỵ để có thể phát hiện, có thể xử trí kịp thời. Có thể nói những kết quả cụ thể trong công tác điều trị đã thể hiện những bước tiến của ngành y tế Đồng Nai ở cả hệ thống công và tư. Song bên cạnh đó, quan trọng nhất là sự ghi nhận của người dân. Điều này thể hiện qua những phàn nàn về thái độ phục vụ của nhân viên y tế đã ít dần đi. Phải nói là rất là vui mừng khi thấy rằng cái sự chất vấn của Hội đồng Nhân dân khi mà đi tiếp xúc với các cử tri về ngành y tế đã giảm đi rất nhiều. Và phần lớn coi như là người dân họ đánh giá rằng ngành y tế trong những năm vừa qua đã có sự cải tiến rất nhiều về cái khâu thủ tục hành chính đáp ứng cái yêu cầu điều trị của người bệnh. Để ngành y tế phát triển đồng bộ và phát huy được vai trò của trạm y tế xã phường, một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành y tế xác định là tập trung nguồn lực đầu tư để nâng tầm y tế cơ sở trong thời gian tới. Các bệnh viện tuyến tỉnh như Đồng Nai, Thống Nhất hay Nhi hay một số bệnh viện lớn như Long Khánh thì cái việc triển khai các kỹ thuật cũng như là cái sự hài lòng người bệnh thì khá là tốt. Tuy nhiên ở các trạm y tế thì ở vùng xa, vùng sâu thì phải công nhận rằng ở đây còn rất nhiều cái mặt hạn chế. Chúng tôi sẽ coi như là xin ý kiến của ủy ban, của tỉnh ủy để mà đầu tư đúng mức cho các trạm y tế nhằm xây dựng có một cái nền y tế gọi là cơ sở thật là vững chắc, đáp ứng cái yêu cầu rộng khắp của mỗi người dân trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, để giải quyết bài toán bác sĩ nhảy việc, thiếu bác sĩ ở bệnh viện công, ngành y tế sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để tăng thu nhập, đào tạo và thu hút bác sĩ.